Thân chào các chú chị, bạn nha. Thì trong thời gian qua đó thì cũng đã lâu rồi em cũng không có làm cái clip đó, gửi đến cô chú chị các bạn nha. Là lý do là em được bà chị bên Đài Loan á bảo lãnh sang bên Đài Loan làm việc ha. Thì cũng do kinh tế muốn mở rộng chuồng trại nhưng mà không có vốn á, thì em quyết định sang Đài Loan ha, làm việc để vài năm sau á mở rộng thêm chuồng trại ở quê nhà ha. Thì em cũng thích chăn nuôi thì em sang bên đây em cũng xin vô một cái công ty chăn nuôi heo á, để vừa mình kiếm thêm thu nhập, mình vừa học hỏi kinh nghiệm của người ta để sau này mình về mình có thể là mình nuôi thêm một chút đỉnh về heo nữa ha. Ở Việt Nam thì em nhớ nuôi thỏ, thì em sẽ cố gắng để tìm một số vốn để về mở rộng thỏ thêm ha, với lại thêm một ít heo nữa. Thì công những tháng vừa qua thì cũng rất cảm ơn là cô chú gì các bạn đã ủng hộ kênh, đã theo dõi kênh. Thì hôm nay mở kênh ra thì thấy cái số lượng kênh nó nói chung là cũng khá ổn định á, thì quyết định nào quay lại để đăng video tiếp cho các cô chú gì các bạn ha. Em cũng tính thật sự là em cũng tính bỏ cái kênh này, nhưng mà khi mà lập ra thì nhờ ủng hộ của cô chú gì các bạn á, cái lượt view nó lên rất là ổn định, thì em cũng xin phép là quay trở lại để gửi đến cô chú chú các bạn một số clip gì đó để quay về heo ha. Chung bên đây thì em sẽ làm gì heo thì em sẽ quay về cái cách chăn nuôi heo của những người bên Đài Loan á, những công ty lớn họ đã làm thành công nó như thế nào, thì em sẽ làm một cầu nối để gửi đến cô chú chú các bạn ha. Những ai có thể mình làm theo họ được thì mình làm, mình không làm nhiều thì mình làm ít ha. Thì nếu mà mình không làm thì coi như mình tham khảo cái cách chăn nuôi của họ như thế nào thôi ha. Đầu tiên là đây là cái chuồng heo nái đẻ ha, đây là chuồng heo nái đẻ. Thì cái chỗ này là cái chỗ cái cống nước của cho heo uống ha, nước thì 24/24 ha. Còn phần cám này thì sáng một cho ăn một cử, chiều cho ăn một cử ha. Thì ở trên này thì có cái ống nước, cái ống nước này là để khi mà mùa hè tới mà trời nắng nóng á, thì con heo mẹ mà nó có nóng quá thì mình sẽ mở quanh theo kiểu nhỏ giọt ha, để cho con heo mẹ nó mát ha. Đó. Còn cái phần heo con á thì nói chung là mình làm cái chuồng như thế này á thì là heo con nó rất là khỏe mạnh ha cô chú chị các bạn. Đó. Thì trong những tháng vừa qua thì em cũng không tính quay lại đâu, nói chung là em cũng tính không làm tiếp nữa thì nghỉ, nhưng mà bữa nay sao vô tình cái nhớ quay lại cái kênh, cái mình thấy cái lượng view nó lên á, cô chú chị các bạn cũng đang ủng hộ mình, thì nay sẽ làm cái clip ha. Đó. Cái chuồng trại thì nó sẽ làm cách mặt đất khoảng chừng 40-50 cm nha cô chú chị các bạn, tầm độ 40 cm. Đó. Là nó rất là thoáng mát ha, nói chung là ở đây thì hệ thống bạc ha, cái hồng hồng mà vàng này nè là bạc á, khi nào mà thời tiết lạnh nó là sẽ kéo xuống hết nha, kéo xuống hết luôn, là nó trở thành một cái chuồng kính ha, kính mít luôn, gió không vào được ha. Còn mà khi mà nắng lên như thế này thì sẽ trở thành một cái chuồng hở, gió nó sẽ thông từ ngoài vô trong, nó sẽ thông ra ngoài hết ha, sẽ thành là cái hệ thống chuồng nó rất là mát mẻ ha. Thì ngoài cái hệ thống bạc này ra này thì còn có quạt nữa nha, quạt nè. Nó giờ nói chung là thời tiết nó cũng nắng lên nhưng nó còn hơi lạnh nha, nó vẫn còn dư âm của mùa lạnh nha, thành ra là mình chưa có bật quạt, mà khi mùa hè tới là quạt 24/24 á, quạt liên tục luôn nha, không thể nào là không có quạt. Cái quạt này á, là để cho nó cái luồng gió nó thông thoáng giữa chuồng này với chuồng kia, nó thông thoáng và nó sẽ lọc cái những cái gì mà mùi hôi hay là cái những cái gì mà ở trong chuồng nó sẽ thổi ra ngoài hết ha. Đó, coi chú chị các bạn thấy không, là heo mà rất là khỏe mạnh ha, hầu như là chuồng nào cũng vậy luôn. Đó. Thì 2 ngày tuổi sẽ được cắt đuôi ha, 2 ngày tuổi sẽ được cắt đuôi mài răng và thiến cho những em heo bé heo đực ha. Đó. Thì 2 ngày đó tập ăn rồi, 2 ngày tập ăn rồi, tập ăn là cám ướt đó, giống như bột của em bé vậy ha. Đó. Thì tập ăn cho tới 7 ngày là bắt đầu sẽ cho ăn cắm khô ha. 7 ngày là bắt đầu cho ăn cắm khô, cho tới 25 ngày tuổi là tách mẹ luôn đó. Tách mẹ thì sẽ ra một cái chuồng khác. Thì em sẽ làm từ từ từng clip cho cô chú chị các bạn ha. Đó. Thì nè, cái chuồng của người ta như thế này nè ha. Đó. Tổng quan là cái chuồng như thế này. Đó. Thì cái cống nước uống của con heo mẹ là nó nằm ở trong này ha. Uống bao nhiêu thì uống đó, là nước là 24/24. Đó. Trên này thì có cái hệ thống nước nè, cái hệ thống nước đó là ở ngoài đó, nó sẽ chảy vô thì nó có cái van.
khi mình đóng cái quan lại á, khi mình đóng cái quan lại là nó sẽ không heo là tắt ha, còn mà mở quan như thế này thì heo mẹ thích uống như thế nào thì uống. Thì cám á, thì sáng một cử chiều một cử ha, thì nói chung là em chỉ được quay heo thôi nha. Còn vấn đề mà thuốc á, là công ty nó người ta sẽ không cho quay ha, không được phép quay thuốc chích như thế nào ha. Thì tụi em vẫn hỗ trợ chích, phụ chích với lại tất cả các quản lý, nhưng mà cái vấn đề thuốc là mỗi một công ty mỗi khác nha. Nói chung là em xin phép, ngay cả cám cũng vậy luôn, cám thì mỗi một công ty mỗi chỗ mỗi khác. Thì em chỉ làm cái quay video cho tất cả cô chú chị các bạn tham khảo về chuồng trại thôi nha. Nhiều khi cô chú chị các bạn cũng vậy, thì mình chăn nuôi thì sẽ có mỗi một người sẽ có một cái cách dùng thuốc riêng hay cái gì đó, thì cái đó em xin bỏ qua bên ha. Nè, mấy cái đậu quân tí hon này là mới đẻ hồi sáng nha cô chú chị các bạn đó, tầm này trưa rồi nè đó. Thì ngày mai hay là ngày mốt gì đó là sẽ tiến hành tới cắt đuôi ha, một tiếng ha. Đây, còn nè, khi mà trời mà lạnh lạnh là mấy bé như thế này nè, hoặc là tối nè cô chú chị các bạn, thấy không đó, đó là mấy bé như thế này nè, vô nằm như thế này nè, tối á là tất cả luôn nha, tất cả luôn vô đây nằm luôn, chứ không phải là riêng mà một chút con một hai con đâu. Nó là trời tối là nhiệt độ xuống dần là mấy bé vô đây nó là không ở với mẹ. Thì trưa nè, trời nắng nè, trời nắng thì mấy bé tung tăng ra ngoài này chơi đùa giỡn thôi, chứ mà tối là tất cả các bé là đều vô hết ha. Nè đó, cô chú và bạn thấy không, cái vấn đề mình nuôi heo thành công hay không là trong thời gian này cho tới thời gian mà 3 tháng rưỡi ha. Đó thì cái thời gian này thì có mẹ chăm sóc thì nó cũng đỡ ha, nhưng mà cái thời mà khó khăn nhất là từ lúc mà 25 ngày tuổi tách mẹ cho tới 3 tháng tuổi á đó. Đó thì nè, mình làm cái clip để quay cho cô chú chị các bạn xem luôn ha. Thì cũng mong rằng á là cô chú chị các bạn sẽ đồng hành cùng em trong những thời gian sắp tới ha. Đó. Còn cái giống này là giống heo đen ha. Hiện tại giờ giống heo đen này người ta cũng rất thích ha. Cái giống heo đen này là nghe nói là cái thịt nó sẽ ngon hơn cái heo trắng mình ha. Tại vì cái gốc của con heo đen này là cái gốc của heo rừng ha. Nó sợ bắt con đó, cho các chị bạn. Nó cũng hơi ồn ha. Đó, là cái giống heo đen đó là cái nguồn gốc của nó là của từ heo rừng ra ha. Thành ra thì cái gen của nó với cái thịt của nó thì nó sẽ ngon hơn heo trắng ha. Đó. Thì người Trung Quốc á, nhất là người Trung Quốc là người ta rất thích ăn heo đen ha. Một số người Đài Loan bên đây cũng vậy, là người ta rất thích ăn heo đen ha. Giống heo đen thì ở Việt Nam mình thì hình như là có giống loại heo máng, heo mội vậy đó. Còn ở bên đây là heo cũng giống như heo cắn của mình, nhưng mà giống heo đen là heo rừng ra, nó lai từ heo mình với lại heo rừng. Đấy. Thì mong sẽ làm cái clip này thì sẽ có thể là giúp đỡ hoặc là hỗ trợ tất cả cô chú chị các bạn nào đó thì trong cái khoảng mà xây dựng chuồng trại nè, thì cô chú chị các bạn á, mình có thể là mình xây khoảng chừng mình làm khoảng chừng 3 chuồng hoặc là 1 vài chuồng cũng được, để mình có thể mình thử nghiệm coi nó có ok hay không. Thì theo như cái thời tiết mà ở Việt Nam của mình á, nhất là những cô chú chị các bạn nào ở miền Nam á, là làm những cái chuồng này là rất là ok ha. Tại vì ở miền Nam của mình á, là nó không có thời tiết lạnh, thì thành ra là mình làm cái chuồng thì nó sẽ đỡ về vấn đề chi phí bạc là nhiều hơn. Ở ngoài Bắc á, thì nó sẽ có cái nguồn không khí lạnh ha, nhất là Tết đến á, nhất là cái mùa đông á, thì nó sẽ lạnh ha. Còn ở trong miền Nam thì nó sẽ không có lạnh. Đó, những là như cái chuồng này là ở miền Nam là rất là thích hợp nè, miền Nam ở Việt Nam là rất là thích hợp ha. Nó sẽ không có cái thời tiết lạnh thì mình sẽ đỡ tốn được một chi phí, chẳng hạn như bạc nè, nó bạc đồ á là mình đỡ tốn ha. Còn bên này là bạc là hầu như là xây kín chuồng đó, họ không xây kín lên ha, mà họ dùng bạc nha. Tại vì em có hỏi là tại sao mà mình không xây kín, thì xây kín là cái luồng không khí nó sẽ bị bí ha. Mà khi mà mình mở thoáng như thế này là không được nha. Nó còn bạc thì khi nào cần thì mình sẽ kéo xuống thôi, mình sẽ kéo xuống thì nó trở thành một cái chuồng kính. Còn khi nào thời tiết mát mẻ như thế này thì mình sẽ dở lên, nó trở thành một cái chuồng hở nha, rất là hở luôn, nó hở hoàn toàn luôn nè. Nó gió là nó luồn, nó thông qua thông lại là nó chung vô trong đây là không có mùi hôi luôn, mà rất là mát mẻ luôn. Là những con heo mẹ nè, khi mà dắt đưa mà nhìn những con heo mẹ mà nằm như thế này, nó không thở dốc, không thở mạnh, là nhìn thấy là cái luồng không khí nó rất là mát mẻ ha. Vậy là những bé heo con là tung tăng như thế này là ok ha. Nó,
Còn mà trưa mà thời tiết mà lên cao á, là khi mà mình nhìn thấy những bé mẹ đó mà thở dốc, thở rất là gấp chấp đó, là chứng tỏ là thời tiết nóng, heo mẹ nó khó chịu ha. Nó cái gì con heo nó cũng ngay lắm, cái nhiệt độ của nó cũng nhạy cảm với cái nhiệt độ bên ngoài lắm đó. Thì nè, cho cái chị bạn thôi, những bé này ngủ nè, ngủ say mê luôn ha. Đó, tại nắng là tại mát mẻ là mấy bé ra đây nằm ngủ say mê luôn. Nhưng mà khi chiều xuống là sẽ chui đây liền. Đó. Thì nói chung cái chuồng này dài lắm, nói chung thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà chạy dài tích xa đằng kia là nó dài khoảng chừng 100 mấy mét á, khoảng chừng 150 mét á. Đó. Thì cứ quay một vài chuồng đây thì chuồng nào giống như nhau thì quay cho cô chú chị bạn mình tham khảo thôi ha. Đó, đây nè. Thì cái cửa người ta làm cái cửa ra vô máy cũng được ha, người ta dở lên như thế này nè, dở lên cái là nó sẽ ra ha. Đó, nè, khi mình dở lên như thế này là tự động nó ra nè, mình kéo nó ra mình đóng lại như này là xong. Đó, nè cái kia như thế này nè, rất là hay ha. Toàn bộ là họ làm bằng sắt không rỉ ha, tại vì lý do là giám đốc ông chủ nói là làm một lần thì đáng một lần, thì mình làm một lần mới xài được 5-10 năm là ok. Còn mình xài làm bằng sắt thì sau này nó sẽ bị rỉ sét, nó bị rỉ sét thì mình sẽ thay lại này kia nọ, nó vừa tốn công mà nó cũng vừa ấy nữa, nó vừa tốn mà ấy tiền nữa. Đó, đây là mỹ nóc luôn nha, làm một lần cho đáng đó. Thì những cái chuồng đầu á là người ta cũng làm bằng sắt nha, nhưng mà làm khoảng một thời gian sau thì sắt nó sẽ không bền, vẫn xài được một vài năm nhưng mà nó sẽ bị nổ ha. Bị nổ thì bắt buộc phải thay lại hết. Thì thành ra bây giờ là họ rút kinh nghiệm, họ sẽ làm bằng inox. Thì mình không có tiền làm bằng inox thì mình làm bằng sàn nhựa ha. Hiện tại giờ thị trường nó cũng bán cái sàn nhựa đó. Cái miếng nhựa nó cũng giống như cái miếng mà con heo nái mẹ nó đang nằm nè. Con heo nái mẹ đang nằm là cái miếng bằng sắt ha. Còn bằng sắt nhưng mà ở thị trường thì nó có bán cái miếng bằng nhựa. Có miếng bằng nhựa ha. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng gì cũng có, màu vàng cũng có ha. Tùy theo cô chú chị bạn mình xài ha. Thì em thấy là cái miếng nhựa thì nó sẽ dễ hơn, ví dụ nó có bể một nang hai nang gì đó mình có thể mình dùng cái cưa mình cưa ra mình thay cái nang mới vô được. Còn sắt là phải bỏ hết thì nó cưa rất là khó, sắt nó làm dày lắm mà nặng, mà mình cưa rất là khó, phải dùng máy chuyên dụng thì nó khó lắm. Còn nhựa thì mình có những cái máy cắt thì nó sẽ là ok hơn ha. Thì một lần nữa cũng cảm ơn cô chú chị bạn trong thời gian qua ha, đã duy trì ủng hộ kênh của em ha, cũng được phát triển. Thì cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Thì trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng sẽ làm những cái clip về chăn nuôi để có thể là gửi đến cô chú các bạn nào á mà đang chăn nuôi ha, để có thể mình tiếp cận được cái công nghệ của họ như thế nào thì mình tiếp cận ha. Chứ mà xây như họ như thế này là nhiều lúc cũng khó lắm, vốn nặng lắm, nhưng mà mình có thể mình thử một vài chuồng như thế nào thì mình thử nghiệm đi. Thì nếu mà thành công thì mình sẽ làm thêm ha. Thì em thấy là rất là ok đó, riêng ở đây là em thấy là rất là ok luôn đó. Rồi nãy giờ cũng quay heo con cho cô chú các bạn thấy không, nó với lại heo mẹ rồi nè, rất là khỏe mạnh luôn ha. Đó. Thì cô chú các bạn nào bên chăn nuôi là nhìn thấy heo là biết như thế nào rồi ha. Đó. Đây là những cái bé này là cũng mới à, mới đẻ ngày hôm qua nè. Đó. Đây là chưa rụng rúng nữa nè, đó, mấy bé này nè, đó. Cô chú các bạn thấy không? Là những con heo mẹ đây nè, đó. Thì làm ở trên như thế này nó rất là thoáng mát, thì heo mẹ đó nó ngủ, ăn ngủ cũng thoải mái, heo con nó cũng sạch sẽ luôn ha. Tất cả đi tiêu đi tiểu gì là nó đều lọt xuống dưới hết. Thì mình chỉ có việc là đi vệ sinh thì mình cái việc là mình dùng cái vòi nước mình dội thôi, mình dội nó sẽ chảy xuống cống thì cống nó sẽ rút ra ngoài thôi. Đó. Thì clip này thì nó cũng dài rồi, thì em cũng xin phép dừng clip tại đây ha. Thì sẽ hẹn lại cô chú và các bạn clip sau ha. Thì một lần nữa thì kính chúc cô chú chị các bạn ha, ngày mới có nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc gia đình, người thân ha. Dạ, thân chào.